Hallo meine Lieben, willkommen zurück. Heute werden wir uns wieder mit den Vokabeln beschäftigen, beziehungsweise die Sachen, die wir immer wieder in die Waschmaschine stecken. Ich lese, ihr wiederholt. Seid ihr bereit? Dann lasst uns beginnen. Từ đầu tiên chúng ta học sẽ là bộ vest, der Anzug. Der Anzug. Bộ vest thì thường được mặc trong các sự kiện đặc biệt hoặc khi chúng ta đi phỏng vấn hoặc đi làm. Bộ vest thì bao gồm có die Krawatte, die Krawatte hoặc die Fliege. Ngoài ra còn có das Hemd. Das Hemd, die Hose, die Hose, hay còn được gọi là die Anzugshose, die Anzugshose. Và cuối cùng sẽ là der Sakko. Những từ tiếp theo mà chúng ta học sẽ là đồ lót, die Unterwäsche, đồ lót nam thì bao gồm có das Unterhemd, đồ lót nữ thì bao gồm có BH, viết tắt là từ viết tắt của Büstenhalter, đồ lót nam và đồ lót nữ thì quần con sẽ gọi là Unterhose, die Unterhose. Thì được gọi là die Socken, die Socken. Khi chúng ta nói về áo sơ mi nữ thì chúng ta sẽ dùng từ die Bluse, die Bluse. Váy sẽ là der Rock, der Rock. Váy liền thì chúng ta sẽ gọi là das Kleid, das Kleid. Áo t-shirt giống trong tiếng Việt thì sẽ cũng gọi là das t-shirt, das t-shirt. Và quần jeans sẽ là die jeans, die jeans. Áo khoác chúng ta sẽ nói là die Jacke, die Jacke. Áo len sẽ là der Pullover, der Pullover. Mũ sẽ là die Mütze, die Mütze. Khăn quàng cổ sẽ là der Schal, der Schal. Và giày sẽ là die Schuhe, die Schuhe. Ở hình sau các bạn sẽ thấy một người mặc quần áo và một người cởi quần áo. Trong tiếng Đức, cởi quần áo nghĩa là sich ausziehen, sich ausziehen, và mặc quần áo sẽ là sich anziehen, sich anziehen. Sự khác nhau giữa hai từ này sẽ chỉ là ở hai từ aus và an. Để biết rõ hơn về cách sử dụng hai từ này, mình đã chuẩn bị cho các bạn ví dụ sau. Ich ziehe mir meinen Pullover aus. Tôi cởi cái áo len của tôi. Ich ziehe mich aus. Tôi cởi quần áo. Ich ziehe mir meinen Schlafanzug an. Tôi mặc cái áo ngủ của tôi. Ich ziehe mich an. Tôi mặc quần áo. Bây giờ các bạn thử đặt những câu của riêng mình nhé. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.